bạn một cái đồ ăn vặt rất là ngon, đó là kẹo bibito. Thì cái bibito này thì nó giống hệt cái kẹo Cuba mà ngày Cuba ấy, kẹo Cuba ngày xưa các bạn trẻ hay thích. Mà được cái là cái này thì nó rất là nhiều cái màu sắc này, rất là đẹp. Xanh này, ben ten này, đúng không ạ? Ben ten này, tiếp tục là màu này là của công chúa Elsa. Tiếp theo là người nhện này, Fishman này, Hello Kitty này, đẹp quá. Kẹo này là của Thổ Nhĩ Kỳ mọi người ạ. Đó, tìm anh ra Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy, một hộp Bibito này nhá. Thì nó có 12 hộp kẹo như này. Đó. Có 12 cái kẹo như này, 12 cái kẹo như này. Đầu tiên là Hello Kitty này. Ben 10 này. Hello Kitty này. Peterman này. Đó. Rồi công chúa Elsa này. Đẹp quá nhỉ. Người nhìn này. Ok, chúng ta sẽ khám phá ở bên trong nó như thế nào nhá. Mở ra như thế nào nhá. Wow. Chắc là phải cắt cái này rồi. Bơm bóc không khỏi các bạn, nếu các bạn trẻ các bạn mà thích để lại chơi thì các bạn phải cắt nó đẹp vào nhá. Hello Kitty thắng nhiều lắm. Đây. Wow, cái này là vị dâu các bạn ơi. Vua ba này là vị dâu này. Wow. À, cuối cùng đã xong nhá. Đây là một thỏi kẹo Buba. Rất nhiều Buba luôn. Bây giờ cậu Bờm sẽ thưởng thức nhá, thử xem nó thế nào mọi người nhá. Nhiều quá các bạn. Nhiều người chơi quá, chúng ta thưởng thức nào. Đây là Hello Kitty nhá. Vị Hello Kitty vị dâu rất là ngon. Cái này nó dài đến hơn 3 mét này mọi người. Ăn ngon lắm. Ăn xong các bạn thì cất lại này.
ăn tiếp. Bạn nào có nhu cầu ăn kẹo bu ba này thì hãy comment ở dưới nhé, để lại số điện thoại sẽ ship hàng cho các bạn. Ngon mà đáng yêu á. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.